Như tôm tươi, vượt kỳ vọng của Apple, theo một báo cáo mới nhất, iPhone 11 đang có doanh số tốt đến mức ngay cả Apple cũng thấy bất ngờ. Trước đó, táo khuyết đã đưa ra dự kiến về doanh số iPhone 11 cho chuỗi cung ứng linh kiện và doanh số thực tế, được cho là chỉ có thể đạt được ở mức cao nhất trong các ước tính đó. Thế nhưng báo cáo mới nhất chỉ ra rằng, iPhone 11 đang bán chạy hơn nhiều so với một số dự đoán trước khi ra mắt. Apple dự kiến sẽ xuất xưởng số iPhone trong năm 2019 từ 70 đến 75 triệu chiếc. Hãng này gần đây thông báo cho các nhà sản xuất linh kiện rằng đã sẵn sàng cho doanh số 75 triệu chiếc. Điều này giải thích lý do CEO Tim Cook mới đây tự tin phát biểu rằng iPhone mới đang có một khởi đầu tuyệt vời. Dự đoán của các nhà phân tích trước đó cho rằng, loạt phone 11 không hỗ trợ mạng 5G nên phần lớn khách hàng sẽ chờ đến năm sau mới nâng cấp, nhưng dường như các ý kiến này đã không đúng với thực tế. Một lý do khác nữa là phiên bản iOS 13 mới được phát hành không còn hỗ trợ cho các đời iPhone 6 và iPhone 6 Plus. Điều này có thể khiến các chủ sở hữu iPhone này quyết định nâng cấp lên iPhone mới sớm hơn. Ngoài ra, năm nay Apple ra mắt chiếc iPhone 11 với màn hình lớn 6,1 inch với giá chỉ 699 đô la Mỹ, rẻ hơn người tiền nhiệm iPhone XR ra mắt năm ngoái. Điều đó dường như đã thu hút người dùng mua iPhone mới nhiều hơn. Một báo cáo từ Trung Quốc cho biết, doanh số iPhone tại thị trường này đã tăng 230% trong tháng 9 vừa qua.